thể về trải nghiệm cận tử, có người cảm thấy thật dễ chịu và lơ lửng trên không trung, nhưng cũng có nhiều người thấy ai đó về đón mình. Theo nghiên cứu của các chuyên gia ở Đại học Southampton, Anh, sau khi chết, một số nhận thức vẫn còn tồn tại, kể cả khi não đã ngừng hoạt động hoàn toàn. Để chứng minh điều này, 140 bệnh nhân được xác định là chết lâm sàng trong số 2060 bệnh nhân thuộc 15 bệnh viện ở Anh, Mỹ, Á, được mời tham gia phỏng vấn. Trong số những bệnh nhân đó, 39% nói rằng họ có nhận thức sau khi chết lâm sàng nhưng không nhớ rõ từng sự kiện. Những người khác lại có một cảm giác khác, thường hay thấy thời gian trôi chậm lại hoặc nhanh hơn, cảm thấy bị tách ra khỏi thân thể. Vậy sau khi chết lâm sàng, con người sẽ có những trải nghiệm ra sao? Cảm thấy dễ chịu và lơ lửng giữa không trung khi trải nghiệm cận tử, nhiều người có cảm giác yên bình và thanh thản, khiến con người cảm thấy vui sướng. Mặc dù ban đầu họ sẽ thấy đau nhưng cảm giác này chỉ lóe lên rồi qua nhanh. Sau đó, họ sẽ thấy mình lơ lửng giữa không trung và có cảm giác dễ chịu đến lạ thường. Cụ thể là trường hợp của bà Carol Burke. Khi đó, bà bị thương nghiêm trọng trong tai nạn ô tô tại bãi đổ xe nhân viên, sân bay quốc tế Dallas-Fort Worth, bang Texas, Mỹ. Bà Burke phải phẫu thuật cắt lách và gắn nhiều xương bị gãy và mất tới một nửa lượng máu. Nhớ lại những phút giây cận kề cái chết, Burke kể lại, bà thấy mình lơ lửng gần trần nhà phòng bệnh. Bà nhìn thấy mẹ và một người bạn đứng dưới chân giường, lo sợ bà sẽ ra đi vĩnh viễn. Cảm giác của bà khi đó là sự thanh thản, bình yên lạ thường và tràn ngập tình yêu thương. Linh hồn Liêu này có nghĩa là người chết lâm sàng sẽ thấy mình đang đứng ở một nơi nào đó, ngoài cơ thể mình và quan sát thân xác của họ. Tiêu biểu là trường hợp của ca sĩ Pam Reynolds ở Mỹ. Cô đã trải qua tình trạng chết lâm sàng trong một lần phẫu thuật dùng não năm 1991. Lúc đó, các bác sĩ đã hút hết máu trong dùng não phẫu thuật để tiến hành xử lý dùng mạch máu bị phình ra. Khi tỉnh lại, Reynolds kể lại rằng cô thấy mình thoát ra khỏi thể xác đang nằm trên bàn mổ và lơ lửng trong không trung. Lúc nhìn xuống dưới, Reynolds thấy các bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật trên thể xác của cô, 20 người đang đứng quanh bàn mổ. Không chỉ vậy, Reynolds còn có thể kể lại từng chi tiết các vật dụng y tế mà từng bác sĩ đã cầm trên tay, cũng như việc bác sĩ đã hạ nhiệt độ cơ thể và hút máu ra khỏi não của cô như thế nào. Nghe và nhìn thấy những điều khác, tiến sĩ Eben Alexander, chuyên gia phẫu thuật não uy tín ở Mỹ, cũng từng rơi vào tình trạng hôn mê sâu trong vòng một tuần vào năm 2008 do bị nhiễm trùng não, với tỷ lệ sống sót chỉ khoảng 2%. Tuy nhiên, ông đã may mắn sống sót và kể lại trải nghiệm chết lâm sàng. Trong tình cảnh não bộ gần như ngừng hoạt động vì tổn thương, ông Eben đã nhìn thấy một nguồn sáng xuất hiện chậm chậm từ phía trên, thả xuống rất nhiều tia sáng màu bạc và vàng rực rỡ. Không chỉ vậy, nguồn sáng đó còn phát ra thứ âm nhạc tuyệt vời. Tiến sĩ Eben kể lại, ánh sáng xuất hiện giống như một vết rạc và tôi cảm thấy như mình đã đi xuyên qua ánh sáng đó. Tôi tới một thung lũng tràn xanh mát, nơi các thác nước đổ xuống những hồ trong suốt như pha lê. Các đám mây giống như lớp kẹo dẻo màu trắng và hồng. Phía sau là bầu trời xanh thẳm cùng cây cối, cánh đồng, động vật, con người và ở đó cũng có nước. Nước tuôn chảy vào các dòng sông hoặc trút xuống do mưa. Sương mù giăng tỏa mặt nước và cá bơi xung quanh phía dưới. Thấy người khác tới đón khi rơi vào trạng thái chết lâm sàng, nhiều người nhìn thấy người khác tới đón đi. Điển hình là câu chuyện của thượng nghị sĩ bang Illinois, Mỹ tên Mackie. Năm 2012, mà bất ngờ bị đột quỵ. Khi nằm trên giường bệnh, ông nói rằng mình đã gặp gỡ một thiên thần. Ma cho biết, trước mắt ông là một đường hầm chói lòa và sau đó là một thiên thần bước tới bên cạnh ông.
thiên thần đó hỏi ông rằng, ông có muốn đến với thế giới của chúng tôi? Ma trả lời không, và sau trải nghiệm đó, ông đã hồi phục lại sức khỏe bình thường. Ngoài những trải nghiệm trên, một số người từng trải qua hiện tượng chết lâm sàng còn có thể nhìn thấy những điều diễn ra trong quá khứ. Lúc này họ sẽ nhìn lại toàn bộ bức tranh cuộc sống của đời mình, cảnh nọ nối tiếp cảnh kia và chuyển động theo trật tự thời gian. Bên cạnh đó, có người lại cảm thấy ngôn ngữ bị hạn chế hoặc các giác quan vô cùng nhạy bén trong trải nghiệm điểm cận tử. Phương Anh, sai ta.